huấn luyện viên Philippines thừa nhận đội tuyển Việt Nam vắng bảy cầu thủ vẫn thắng. Thắng Philippines, đội tuyển Việt Nam được thưởng nóng 1 tỷ đồng. Huấn luyện viên Michael Ways cho rằng đội tuyển Việt Nam có đẳng cấp cao hơn Philippines và xứng đáng với chiến thắng. Đội tuyển Philippines không thể kiểm soát trận đấu vì đội tuyển Việt Nam có hệ thống phù hợp, cầu thủ trẻ và ở đẳng cấp khác biệt hơn một chút. Họ đang ngay càng tiến gần đỉnh cao châu Á. Việt Nam có nền bóng đá phát triển. Chúng tôi còn ở phía sau huấn luyện viên Michael Wayne trả lời trong buổi họp báo sau trận thua đội tuyển Việt Nam. Được chơi trên sân nhà, đội tuyển Philippines tự làm khó mình khi thủng lưới sớm với pha lập công của Văn Toàn ở phút 16. Họ thi đấu cố gắng nhưng không mang đến khác biệt nào trong phần lớn thời gian của trận đấu. Cuối hiệp 2, khi hàng thủ Việt Nam bộc độ sai lầm thì các tiền đạo Philippines không tận dụng được. Phút bù giờ cuối cùng, Đình Bắc ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Theo huấn luyện viên Michael Way, đội tuyển Philippines có thể giành kết quả hòa nếu tận dụng được cơ hội và áp lực tạo ra ở nửa cuối hiệp 2. Đội chủ nhà đặt hy vọng vào bóng dài nhưng rồi để đội tuyển Việt Nam ghi thêm bàn thắng. Dù vậy, theo nhà cầm quân người Đức, thua 0 1 hay 0 2 không có gì khác biệt. Đáng lẽ đội tuyển Philippines có thể cầm chân Việt Nam lâu hơn. Nhưng không may, chúng tôi thua một bàn ngớ ngẩn từ bóng dài. Trận đấu kiểu này đáng lẽ nên có tỷ số 0-0 đến giờ nghỉ giữa hiệp. Chúng tôi cố gắng tấn công trong hiệp 2 nhưng bất thành. Họ vắng đến 6-7 cầu thủ tốt nhưng vẫn thắng. Đó là khác biệt đẳng cấp. Tôi không có 80 cầu thủ để chọn. Huấn luyện viên quay chỉ thang phiền. Chiến lược gia người Đức hài lòng với tinh thần và mang trình diễn của học trò. Đội tuyển Philippines không thể chơi theo kiểu gây áp lực tầm cao liên tục nên ông quay phải tính toán phương án khác. Đội chủ nhà nhường sân nhưng không thể chống đỡ những pha bóng tấn công tốc độ cao ông nuối tiếc với cơ hội mà Santiago Ruplico nếu họ về 19 tuổi ghi bàn cùng lợi thế sân nhà, mọi chuyện có thể đã khác với đội tuyển Philippines. Thắng Philippines, đội tuyển Việt Nam được thưởng nóng 1 tỷ đồng. Ngay sau trận thắng, chủ tịch liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Trần Quốc Tuấn gọi điện thoại chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Philip Trusié và thông báo tin vui, thường trực VFF đã quyết định thưởng nóng đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng. Chiến thắng trước Philippines có ý nghĩa rất quan trọng cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho đội tuyển Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Philip Trussier có 3 điểm trên sân khách, tạo đà tâm lý trước trận gặp Iraq vào ngày 21 tháng 11 tới. Bên cạnh đó, các cầu thủ và ban huấn luyện cũng giải tỏa được rất nhiều sức ép sau những màn trình diễn chưa đủ sức thuyết phục trong các trận giao hữu. Đội tuyển Việt Nam có bàn thắng đầu tiên do pha lập công của Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Đình Bắc. Các học trò của huấn luyện viên Philip Trussier kiểm soát tốt thế trận, tạo ra thêm nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được. Mặt sân là một trong những lý do khiến các chân sút của đội tuyển Việt Nam xử lý bóng không tốt. Philippines cố gắng tấn công và khiến đội tuyển Việt Nam đối mặt với sức ép có vài tình huống mắc lỗi. Tuy nhiên, Đặng Văn Lâm và đồng đội vẫn đứng vững và có bàn thắng ấn định tỷ số 2 không ở phút bù giờ cuối cùng của Nguyễn Đình Bắc. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Philip Trucier thừa nhận đội tuyển Việt Nam may mắn. Đánh giá về các cơ hội, tôi phải thừa nhận đội tuyển Việt Nam có may mắn. Nếu Philippines gỡ hòa, không biết tỷ số cuối cùng sẽ thế nào. Nhưng tôi cũng nhấn mạnh lại rằng đội tuyển Việt Nam cũng có cơ hội để kết liễu trận đấu từ trước. Ở trận đấu này, Văn Toàn được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chia sẻ tại cuộc họp báo sau trận đấu, Văn Toàn nói, trận đầu ra quân chúng tôi phải đá trên mặt cỏ nhân tạo vô cùng khó khăn. Toàn đội đã thi đấu tốt. Tôi rất tự hào và vui vì ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. Tám tháng qua, chúng tôi đã thi đấu với triết lý mới, huấn luyện viên mới. Tất cả các cầu thủ đã cố gắng để theo được triết lý ấy. Đây không phải thành quả lớn lao nhưng là kết quả đầu tiên trong quá trình 8 tháng. Trận đấu sắp tới gặp Iraq, chúng tôi sẽ cố gắng giành điểm trước đối thủ này.